Ok, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel Thiên Vũ Audio. Thì đây là bộ dàn thứ hai mình ráp trong ngày. Thì bây giờ ở đâu đó là 3 giờ rồi mọi người ạ. Thực chất là không thể ráp kịp trong ngày hôm nay rồi. Còn hai bộ nữa thì chắc phải đi qua ngày mai hẹn lại khách rồi. Ok mọi người, thì combo này thì mình sẽ phối ghép đó là một cặp loa Calip. Mạng của nó là KI272SMA25A. Thì dòng này là dòng một thương hiệu tới từ Mỹ và là nhập khẩu nguyên chiếc luôn mọi người ha. Mắt in là USA luôn. Thì những cái cặp loa như thế này thì Thiên Vũ lắp từ trước đến giờ cũng rất là nhiều rồi. Nếu chúng ta theo dõi kênh thì chúng ta sẽ biết được cái dòng sản phẩm này nó như thế nào. Và mình cũng có khui thùng này kia rồi. Đó. Thì đây là dòng loa 3 tấc. Và mình phối ghép trong không gian này thì nằm đâu đó là 40m² mọi người ha. Thì combo này cũng combo này thì cao cấp cho nên khách hàng là yêu cầu là ráp nguyên combo luôn. Súp cũng của Calip luôn. Thì bạn có thể quay sơ sơ qua về cặp súp này. Bình thường thì ví dụ như là nhu cầu hoặc là kinh phí không có đầy á, thì có thể là phối ghép súp khác cũng được. Nhưng mà vì đây nhu cầu của họ cũng cao cho nên là sẽ phối ghép của súp Calip luôn, combo luôn. Thì chiếc súp này mạ của nó là KI115SMA25A. Con này có công suất là 400W mọi người ha, có công suất hoạt động liên tục. Và smart in cùng của USA luôn. Có chữ ký rồi là serial number đầy đủ hết. Rồi thì súp này bên mình cũng đã khui rồi và cũng đã review rồi. Rồi thì mình sẽ sơ sơ qua như vậy thôi. Ok, thì bộ này thì mình sẽ ghép với lại một chiếc main của Waterdale, một thương hiệu tới từ Anh Quốc. Thì sản phẩm này được gia công và lắp đặt ở tại China mọi người ha. Nó sẽ mắt in ở China. Thì cũng đều có serial number đầy đủ hết. Model này là DB4035 mọi người. Và kèm theo đó thì mình sẽ phối ghép với loại mixer của JBL. Đó, mixer JBL KX180 thì sản phẩm này chắc mọi người sẽ cũng không lạ gì nữa. Nó đang rất là thịnh và rất là hot ở trên thị trường. Thì nhắc đến JBL KX180 chắc chắn là chúng ta ai cũng sẽ biết. Còn những nguồn Navision rồi là đầu và màn của Vietka. Thì kèm theo nó thì bộ này thì mình sẽ phối ghép với lại một cặp micro của Navision Audio Snow 86. Thì đây là một thương hiệu tới từ Việt Nam. Đó, hôm nay chúng ta sẽ thử trải nghiệm xem là sản phẩm của Việt Nam như thế nào. Thì cũng có giá đâu đó là gần 10 triệu một cặp mic mọi người. Thì mic này được sử dụng khuếch đại bằng đèn mọi người ha. Chi tiết hơn về cặp mic này thì mình cũng đã có review rồi. Thì bây giờ mình sẽ giới thiệu sơ qua thôi. Rồi lát nữa mình sẽ lắp đặt xong, mình sẽ setup xong. Rồi mọi người chúng ta sẽ trải nghiệm và thử chất âm của cái dòng mic này. Âm thanh nó cho ra như thế nào, có ok hay không. Thì thực chất là bộ dàn này có giá cũng rất là cao. Và mình sẽ xác định là phối ghép cặp mic này. Tại vì mình đã test rồi, thấy nó cũng rất là hợp và rất là ok. Cho nên là mình quyết định là sẽ ghép cặp mic này cho combo này. Ok mọi người, thì bây giờ mình sẽ phụ các bạn ấy gắn loa và lắp đặt xong. Rồi lát nữa mình sẽ test để mọi người chúng ta trải nghiệm ha. Rồi ok mọi người, thì nãy giờ anh em cũng đã setup xong xuôi hết rồi. Và bây giờ mình sẽ ca một đoạn để mình test xem âm thanh là ok chưa. Thì khi đó mình sẽ bàn giao. Thì cặp loa này mình với lại chiếc súp này thì đánh là không gian đâu đó là 40m² mọi người. Nói chung đáp ứng không gian này rất là ok và nói chung là thoải mái luôn mọi người, để cho phù hợp không gian này. Thì bây giờ mình sẽ hát và test một bài để mọi người chúng ta cùng trải nghiệm ha. Tối đó chúng ta quên biệt giao đường. Mùa tối đó anh đón em vào tình yêu. Quỳ bên hoang sâu nghe lời kinh thánh vang cầu. Nhìn nhau không nói nên câu. Mùa đó em qua, chúng ta chia tay ra từ. Hẹn nhau năm tới, khi Giáng sinh về muôn nơi. Mình chào cho nhau, hoa lòng nhìn cưới thiệp hồng. Dìu nhau xem lễ đêm đầm. Bên nhau một đời anh ơi. Nhưng nay mùa đoạn đến rồi. Từng đêm anh thức nguyện
mắt rơi ướt trên bề môi khô. Rồi nó em qua, bao mộng mưa cũng qua rồi. Gặp nhau chỉ để thương đau, yêu nhau chỉ rồi xa nhau. Rồi ok mọi người, thì mình đã test xong rồi, thì mình cảm thấy chất âm rất là ok. Thì bây giờ mình sẽ bàn giao qua cho khách hàng test thử để khách hàng chốt. Thì đáng ra như cặp loa này thì mình sẽ treo ở hai góc hai bên đó, nhưng mà vì cái điều kiện không gian cho nên là mình không thể treo được. Vì sao? Bởi vì là trần nó quá cao, trần nó cao tới hơn 1 mét lận, cho nên là mình không thể bắn ti lên đó được. Cho nên là mình sẽ bắt buộc mình phải bỏ chân. Nó cái thứ nhất, cái thứ hai là nhu cầu của khách cũng muốn là để như vậy, để vì đây là một cái không gian hội trường, cho nên để như vậy để trường hợp đôi khi muốn di chuyển này kia cũng có thể là di chuyển được, cho nên là không thể là đặt cố định được. Còn thực chất ra nếu đeo trên ở trên đó thì nó ở tay nó sẽ phụ tốt hơn và sẽ ok hơn là đặt ở dưới. Nhưng mà nếu mà trường hợp mà người ngồi quá đông á, kín khu vực này luôn á, thì nó mới là bị ảnh hưởng thôi. Còn trường hợp mà ngồi những khu vực bàn như vậy thì cái mức độ cao như vậy thì nó cũng phụ được âm thanh là đều rồi và ok rồi. Tại vì lúc này mình đứng ra tút ở phía kia thì mình nghe âm thanh nó đều hết rồi. Và từ tiếng sub đến loa full nó đã phụ hết được cái không gian này rất là ok rồi. Thì bây giờ ok thì mình sẽ dừng tại đây. Và mình xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong một clip tiếp theo. Thì nếu mọi người thấy ok thì hãy cho mình một like, share, subscribe để mình tiếp tục làm những clip tiếp theo. Đó, rất là thêm tạo thêm động lực cho mình nhá. Chào mọi người ha.